ơi. Dùng gì đây, dùng gì đây. Ê, ê, ghê quá. Hello, xin chào các bạn. Đây mình xin anh mì cay nguyên tử. Đó, thấy mì cay nguyên tử không? Thì bình thường là người ta cho anh có một gói mì với lại là một gói ớt thôi. Còn hôm nay mình sẽ anh thử mì cay mà một gói mì mà năm gói ớt nha. Ok. Không lồng tiếng hay không? Oh yeah, cái kiểu phải cười chứ. Đó là năm gói ớt này nè. Đó, giờ sẽ năm gói vô. Rồi giờ mình trụng mì này trước ha. Mì nó quay rồi nè. Ừ, nó quay rồi. Cứ quay đi rồi em, cái bạn không cần em được cắt ra được mà. Ồ, không nổi tiếng không Minh Hòa, có liên quan quá không ơi. Ờ, giờ mình thắp nói một đêm thôi nha. Ờ, cái dao bẩn quá. Này giờ ờ, chuẩn bị sẵn ly sữa nè, để có cay quá thì mình gọi là cứu giải nhiệt. Chén cho ăn đi non. Muộn rồi. Không ăn là năm ớt. Thử thách mình phải gọi là thử thách. Chưa ăn thấy mặt đỏ rồi kìa Minh ơi. Ờ, chưa ăn thấy cay rồi. Thấy cay rồi ơi. Rồi, năm gói. Thấy không, năm gói ớt nha. Kia kìa. Rồi, mì chung xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ năm gói ớt vô nha. Một rồi. Wow, cay quá. Mở ra thấy cay rồi á. Hai gói. Hai gói. Ba gói. Ủa Duy Duy lồng tiếng đâu không? Không thấy lồng tiếng gì hết đâu không? Chưa không, khúc sau khúc mà học kỳ rồi, lúc làm bị anh xong rồi hỏi. Ờ, cái đáo luôn hả? Muộn rồi. Có khi nào mà bỏ năm gói vô xong rồi đem tô mì dùng gán luôn không? Ăn thế, các bạn ăn thế. À, năm gói. Thấy mùi lên nó cay mọi cái gì đổ hết bông hồ rồi đó. Rồi thấy cay mắt rồi đó mình. À, anh quay gần vô tôi nè. Đó, năm gói ớt xong rồi nha. Rồi. Trộn lên luôn, trộn lên luôn. Nó đen thui luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, nó còn cứng ngắc hả? Ủa là bây giờ là ăn luôn đúng không? Không, bây giờ bỏ máy nó quay một tí cho nó xe lại. Cho nó thấm vô đúng không? Ừ. Hay là để ngâm tiếng đồng hồ hay quay ra. Thôi, đừng ăn luôn cho nó cho nó nóng hả? Ừ. Cho nó mới cay, nóng nó mới cay. Ăn nó cay dữ lắm. Ở đây sảnh đẻ nè để mình bỏ vô mồm. Cứu nguy. Đây là năm gói. Năm gói ớt. Ủa không bỏ hộp nêm gì hả? Có chứ, cho chứ thành công. Rồi dừng lại chứ hả? Rồi xong rồi. Rồi cho thêm một tí gọi là gì? Rong biển. Hương vị, hương vị. Rong biển, rong mè, ăn cho nó ngon. Ok. Rồi, ready chưa? Chuẩn bị tinh thần. Cay quá. Thôi cởi kiến rồi đi, lát. Phải
kiến đó nha. Ừ, lát đeo kiến nữa là không kịp. Tích xù đâu, tích xù đâu, chuẩn bị sẵn. Khóc như mưa. Rồi ăn nha. Rồi, ăn đi. Cắn cái đi rồi. Nghe cái này toàn nước ớt ngập mì luôn á. Đây, miếng đầu tiên nha. Nóng không? Có nóng không? Nóng. Rồi nhìn có vẻ ngon ta. Không cay luôn hả mình? Uống nước vô, uống nước vô, chữa lửa, chữa lửa. Uống nước vô, uống nước vô. Thì dĩ nhiên rồi, đừng có ăn nữa, uống nước vô đi. Cần thêm miếng nữa. Đừng gán mình. Cay quá. Uống miếng nước đi. Từ từ ăn, ăn không. Ngậm cục đéo đi, ngậm cục đéo đi. Nghe đâu. Mình chơi miếng to nè. Không, coi số em một lần trước. Em gọi em một lần trước nè. Ghê quá. Hư ruột á mình. Hư bao tử, hư này nọ hết luôn á. Ngậm cục đá vô đi. Rung luôn rồi, rung tay rung chân rồi. Rung tay rung chân rồi. Cái trời nước mắt. Sửa vô liền đi. Nóc sửa vô. Nhìn như Dracula luôn á, thiệt á. Dạ cái miệng. Cái miệng mà thấy giống như là nhìn giống như là đang hút máu vậy đó. Đầu anh nó không cay lắm, sau rồi từ từ nó cay dần lên. Thế đây có tiêu không? Mình đổ nửa hũ tiêu vô nữa luôn á là nó đúng vị luôn á. Vừa có tiêu nữa. Cục đá thứ hai để chữa lửa. Thôi thua, không ăn hết được đâu. Cay lắm rồi. Thôi hả? Thôi nhìn đi. Thôi anh tiếp mình đi không? Thôi, cay lắm. Đã hết nửa cái mì. Còn nửa. Cay quá rồi. Thôi bỏ tủ lạnh đi, đem nhà ăn tiếp. Thôi, ăn rồi. Chuyện thua, không ai ăn được đâu. Thôi, mình phải cố gắng ăn hết tô rồi chứ đã. Thua thử thách với bạn rồi. Ăn hết nha. Cay lắm rồi đó, khóc rồi nè, nhìn mồ hôi, thấy mồ hôi không? Đó, mồ hôi nước mắt rơi rồi đó. Ăn hết luôn thiệt hả? Khủng quá, kinh khủng quá. Ôi trời. Dụ gì đây. Ê, ghê quá. Cố gắng. Quay rồi. Đang quay á. Quay cái mồm đang sưng. Cay quá các bạn ơi. Bây giờ là các bạn gái không phải cần bôi son, các bạn cứ ăn cái này rồi môi từ đó tự nhiên. Ồ chạy nhỏ các bạn ơi. Thôi đừng có thử ở nhà nha, đừng có dạy dột anh thử như vậy. Cay lắm, chịu không nổi đâu. Đừng như mình đã chịu đủ rồi. Ok, nhớ làm subscribe cho mình nha. Ok, bấm đi. Được rồi anh.